Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 14 tháng 4, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Về nhà với Chúa Giê-xu, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Giăng chương 14, từ câu 1 đến câu 7. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Giăng chương 14, từ câu 1 đến câu 7, bản truyền thống hiệu đính. Lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma nói, thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Đức Chúa Giê-xu đáp, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Nếu các con biết ta thì cũng biết cha ta. Từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài. Câu gốc hôm nay được chép trong Giăng chương 14 câu 3. Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Không đâu bằng ở nhà, Dorothy nói, khua gót đôi giày đỏ thắm của mình. Trong tác phẩm Phù thủy xứ Oz, chỉ cần khua gót giày là Dorothy và Toto có thể từ xứ Oz trở về nhà tại Kansas một cách thần kỳ. Thật không may, chẳng có đủ giày đỏ cho tất cả mọi người. Mặc dù rất nhiều người cũng khao khát được về nhà giống như Dorothy, nhưng việc tìm ra ngôi nhà là nơi chúng ta thật sự thuộc về, đôi khi không hề dễ dàng như tưởng tượng. Sống trong một thế giới luôn vội vàng, biến động, con người dễ lắm cảm thấy trơ trọi, không biết liệu có bao giờ tìm được nơi mình thực sự thuộc về hay không. Cảm giác này cũng phản ánh một sự thật sâu sắc hơn. Như C.S. Lewis bày tỏ, nếu trong tôi có một nỗi khao khát mà không thể trải nghiệm nào trên thế giới này có thể thỏa mãn, thì lời giải thích hợp lý nhất là tôi được dựng nên cho một thế giới khác. Vào đêm trước khi lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã đảm bảo với các bạn hữu Ngài về ngôi nhà ấy. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Đó chính là ngôi nhà thật sự, nơi chúng ta được chào đón và yêu thương. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tận hưởng mái ấm ấy ngay bây giờ. Chúng ta là thành viên của một gia đình, là hội thánh của Chúa, được sống giữa cộng đồng anh chị em trong Đấng Christ. Cho đến ngày Chúa Giê-xu đưa con cái Ngài trở về ngôi nhà mà lòng chúng ta hằng mong ước, nguyện bạn và tôi luôn sống trong sự bình an và niềm vui của Ngài. Trong Ngài, lúc nào chúng ta cũng được an trú nơi mái ấm bình yên. Điều gì khiến bạn cảm thấy bình yên như đang ở nhà? Khi biết rằng Chúa sẽ đưa bạn về nhà với Ngài mãi mãi, bạn được thêm sức để sống trên thế gian này ra sao? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương và đầy ân điển, con trông chờ đến ngày được trở về nhà với Ngài và vui hưởng sự hiện diện của Ngài mãi mãi. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.